chân thành đại diện ban quản lý khu du lịch Tam Cốc Kinh Đồng cùng ông bà đại diện cho các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã cũng về tham dự đông đủ. Bên cạnh đó, lễ hội đền Thái Vi năm nay còn vui mừng được chào đón đông đủ du khách thập phương cùng các cũng như toàn thể bà con nhân dân từ các vị vua Trần, Đức Thánh Trần cùng hiền từ Hoàng Thái Hậu, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ hội đền Thái Vi năm 2019. Đây chính là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân những đóng góp lớn lao của các bậc tiền hiền đi trước. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các vụ cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý về tham dự lễ hội đền Thái Vi năm 2019 như sau. Về phía huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu một đồng chí Nguyễn Sĩ Chí, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư. Hai, đồng chí Nguyễn Văn Cường, phó bí thư thường trực huyện ủy. Ba, đồng chí Bùi Duy Quang, thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư. 4. Đồng chí Nguyễn Thị Cúc, thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, cùng các đồng chí là thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể của huyện cũng về dự đông đủ. Về phía xã, tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện cho đảng chính quyền địa phương. 1. Ông Đinh Văn Bằng, bí thư ban chấp hành đảng bộ xã. 2. Bà Đinh Thị Cúc, phó bí thư ban chấp hành đảng bộ, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. 3. Ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ tịch ủy ban xã, trưởng ban tổ chức lễ hội, cùng các đồng chí là thường trực đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng về dự đông đủ. Để dự lễ hội đền Thái Vi hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí là lãnh đạo đại diện các thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc các xã. Thank you.
nào của mấy cái hội.